chưa biết là có sẽ có địa điểm mới hay không, cho nên là quý vị nếu mà không có tên chưa coi được trọn vẹn nhất tất cả các thành viên thì ngày mai quý vị nhớ đến để tất cả các thành viên sẽ có mặt để phục vụ. Dạ, rất cảm ơn quý vị ạ. Cảm ơn quý vị ạ. Ôi ơi, bye bye nha. Sao nè, cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã đến đây ngày hôm nay rất là đông đủ để ủng hộ cho dấu ấn của Nguyễn Trung và Lê Cần. Và ngày hôm nay rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà Nguyễn Trung và Lê Cần thực hiện xong một cái dấu ấn của mình, coi như cũng khá là thành công vì tính giờ này khán giả còn ở rất là đông. Thì rất là nhiều, mong là ngày mai là chủ đề cảm ơn của đoàn Lô Tô Sài Gòn Cần Thơ, mong quý vị đến thật là đông đủ như ngày hôm nay và nhiều hơn nữa nha quý vị. Và qua đây em cũng chân thành cảm ơn, tại em cũng chưa nói cảm ơn được nhiều. Anh cảm ơn chị Lộ nè, đã tạo là trưởng đoàn đã tạo cơ hội cho em và Lê Cần có một cái dấu ấn trên sân khấu của Sài Gòn Cần Thơ. Và thứ hai là cảm ơn những ekip hậu trường phía sau đã hỗ trợ cho tụi quay qua ôm bạn cái cảm ơn bạn đi. Thành công xuất ra. Trời ơi, có mẹ lên luôn nè. Mẹ nha mọi người nha. Rồi, chào cô. Ủa, lộn em giống mẹ không? Dạ, chào cô. Dạ. Rồi, chụp mình. Ok. Rồi bữa nay quá trời. À để cái bản Nguyễn Trung bên đây cái cầm có thỏa mãn đêm nay không? À, quý vị ơi, thì thật sự đến giờ phút này luôn là Cần cũng như là Lê Cần nói là rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc của mọi người. Cho đến giờ cuối rồi 11 giờ mà tất cả khán giả còn ngồi ở lại rất là đông luôn. Cho nên là đó là cái sự thành công lớn của Sài Gòn Tân Thời cũng như là Lê Cần và Nguyễn Trung và tất cả các anh chị em của đoàn Sài Gòn Tân Thời. Một lần nữa thì xin thay mặt cho đoàn Sài Gòn Tân Thời xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay đã đến nơi đây để ủng hộ cho đoàn Sài Gòn Tân Thời cũng như là ủng hộ cho Lê Cần và Nguyễn Trung. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ. Chúc mừng nha. Tới đâu quyền quá à. Quên điện thoại mất tiêu rồi. Dạ kêu. Bèo. Ôi nhiều lắm. Rồi, tới vậy. Rồi đêm nào thì cũng là dấu ấn của hai cô gái này. Đêm nào đó mọi người. Đêm nào đây có thể quậy hết. Quậy có đêm nào mà em có thể buồn được. Cuối cùng sao? Vậy không nè. Nè vậy nè, hờ hen nè hết luôn. Em là bữa nay là tàu em mặc cây dừa luôn. Lên giúp em nè. Rồi 2 3. Rồi cảm ơn nha. Ăn gì mập. Tóc này tóc thiệt luôn nè, dạ, đánh xù lên hả? Dạ không, nó xù tự nhiên luôn. Ờ vậy đó hả? Em là xù tự nhiên cầu bẩm sinh. Cười đẹp đẹp chúng ta, cười tươi tươi chúng ta. Ừ, cái nhăn ngắt gò tươi xanh lặt lìa. Rồi, cảm ơn. Rồi, chụp cho hai chàng trai này mấy tấm. Chưa chụp tấm nào với tụi nó nè.
còn ai nữa. Anh Thuận chụp cho bé ba anh em nó khác, anh Thuận chụp anh.